Dạ, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh của em nha, Hà Vinh Vlog. Thì hiện tại bây giờ phía trước là chị Loan với anh Hải nha cô chú. Đó thì buổi chiều ngày hôm nay là chị Loan với anh Hải cũng đi ra ngoài công việc nha cô chú. Thì mới đây cô chú anh chị là chị Hồng Loan cũng có là chia sẻ một cái bài viết ngắn nói về cái live stream nha cô chú anh chị. Nhưng mà hiện tại bây giờ là chị Hồng Loan thì cũng đã là xin phép là được nghỉ 2 ngày đỡ trong lòng cho nó thoải mái lại cô chú. Cho hiện tại bây giờ là chị Hồng Loan cũng quá là mệt mỏi rồi cô chú. Đó, mệt mỏi ở đây cô chú anh chị là vừa rồi thì chị Ni cũng có là chia sẻ một cái bài viết là nói về một cái người anh cô chú. Đó, mà người anh này cô chú anh chị thì phải nói rằng là rất là nhục luôn á cô chú. Nhục ở đây á là người anh này cứ cái miệng thì nói ra là ngon lắm cô chú anh chị, nhưng mà trong cái tâm của người anh này là rất là thâm độc luôn cô chú. Đó thì vừa rồi là chị Nơi cũng chia sẻ một cái bài viết là nói thẳng mặt là cái người anh này luôn. Nghĩ sao cô chú anh chị, cái bàn thờ của cố nghệ sĩ mà người anh này hiện tại bây giờ là lên một cái bài viết để xiên xó nói về cái bàn thờ nha cô chú. Đó, rồi chị Nơi cũng rất là bức xúc luôn. Chị Nơi lên tiếng là nói thẳng luôn là người anh này là cứ mang cái tiếng là nói ra là cứ em cần gì thì cứ gọi cho anh một tiếng là anh sẽ đáp ứng hết cái nhu cầu nha cô chú. Mà có đáp ứng gì đâu cô chú anh chị, chẳng thấy đáp ứng gì hết. Đó, hiện tại bây giờ là chị Loan cũng đi nha cô chú. Đó, đi công việc. Đó cô chú ơi, thì chị Loan và anh Hải cũng đã đi rồi. Thì nói đến cái câu chuyện mà của người anh vừa rồi á, thì thật sự mà nói á cô chú, đó thì hiện tại bây giờ là người anh này cũng đã là chính thức là quay xe, cũng đâu có đứng bên cạnh chị Hồng Loan nữa đâu cô chú chị, mà cứ lên xuyên tặc rồi nói xấu chị Hồng Loan đồ này kia cắt kiểu luôn. Đến nỗi mà người em của mình á cô chú anh chị buôn bán mà người anh cũng lợi dụng. Đó, lợi dụng như cô chú anh chị cũng được biết á, là bên phía người anh này là cũng có bán là cái mặt hàng mỹ phẩm nha cô chú. Đó, bán cùng loại với chị Hồng Loan luôn. Nhưng mà đâu có ai mua đâu cô chú. Thì buôn bán cũng rất là ớ ẩm mà. Cho nên á là cũng nhờ vả chị Hồng Loan để cho chị Hồng Loan là lấy những cái mỹ phẩm của người anh này về cái shop Hồng Loan này để giới thiệu livestream rồi bán á cô chú. Đó thì sau khi chị Hồng Loan mà lấy về mà cô chú anh chị Hồng Loan livestream một cái á thì cũng được tất cả bà con yêu thương á thì cũng mua những cái mặt hàng mỹ phẩm của người anh này rất là nhiều luôn. Rồi lợi dụng cô chú. Đó, đến nỗi mà chị Hồng Loan và anh Sang á đi hát đi quay cái MV mà trong cái phim Trường Người người anh này á cô chú. Đó, người anh này sau khi mà quay MV xong á, đó cũng nhẫn tâm cũng lấy 40 triệu của anh Sang luôn cô chú. Nhưng mà cái MV của anh Sang và chị Loan quay á thì người anh này cũng là đăng tải lên cái kênh YouTube của người anh này để kiếm tiền, kiếm view cô chú anh chị. Mình sống như thế nào cho cô chú, mình phủi ơn như vậy thì mình sẽ mang tội thôi cô chú anh chị. Chứ phải nói rằng là hồi xưa cố nghệ sĩ cũng đã là giúp đỡ người anh này rất là nhiều luôn á cô chú. Đó, mà nghĩ sao người anh này đến thời điểm hiện tại bây giờ là rất là nhẫn tâm luôn. Rồi cái số tiền 200 đô của chị Bích Tâm nữa cô chú. Đó thì chị Nơi cũng lên tiếng rồi là vạch trần những cái sự thật luôn cô chú anh chị, chứ không có thể nào mà giấu nữa. Tại vì sao? Tại vì người anh này là chơi những cái trò bắn trước, cho nên là chị Ni không có giấu nữa nha cô chú. Đó, phải lên tiếng, phải binh vực chị Hồng Loan. Chị Ni cũng đã là nói rồi, xem chị Hồng Loan là như một người em ở trong gia đình của chị Ni, là chị Ni sẽ không bao giờ mà bỏ nha cô chú chị. Đó thì vừa rồi là chị Ni cũng lên tiếng nói rằng là chờ kết thúc mọi chuyện cái drama của nhà chị Hồng Loan á cô chú, là chị Ni sẽ lên tiếng là vạch trần hết tất cả những cái sự thật của cái người anh mà mang cái danh nghĩa là người nghệ sĩ ưu tú nha cô chú. Chứ đâu có thể nào mà đỡ cho cái người anh này tạo một cái vỏ bọc giả tạo được cô chú anh chị.
đó, cứ nói ra là nói ngon lắm cô chú. Thì sống mà hiện tại bây giờ cố ngợ sở cũng quá là linh thiêng rồi, cho nên á là cũng chính thức là khai khẩu cái người anh này cũng đã là rời khỏi chị Hồng Loan nha cô chú. Chứ nếu mà không khai khẩu người anh này á là đỡ người anh này giá tạo rồi cứ bám đu theo chị Hồng Loan để lợi dụng chị Hồng Loan là không có tốt cô chú anh chị đó. Thì em cũng xin phép là được chia sẻ cái video này để gửi đến cho tất cả cô chú anh chị và các bạn của chị Loan được biết nha. Thì giờ buổi chiều ngày hôm nay là vừa rồi chị Hồng Loan cũng có là đăng tải một cái bài viết ngắn nói về cái trạng thái hiện tại bây giờ á, là chị Hồng Loan cũng rất là buồn, rất là mệt mỏi. Cũng xin phép á, là cô chú anh chị ở trên cộng đồng mạng á, là cho chị Hồng Loan được nghỉ 2 ngày không livestream để chị Hồng Loan là bình tâm lại nha cô chú. Rồi phía dưới là chị Hồng Loan cũng có ghi một cái dòng chữ ngắn á, là quá thất vọng. Thất vọng ở đây á, là thất vọng về một người người anh mà trước kia á, là chị Hồng Loan cứ xem người anh này là một người anh trong gia đình, rất là tin tưởng người anh này luôn á cô chú. Đó, chị Hồng Loan cũng livestream cũng khóc rất là nhiều về cái con người này, mà nghĩ sao á người này lại làm như vậy cô chú anh chị, lại đối xử với chị Hồng Loan như vậy cô chú. Đó thì em cũng mong rằng là tất cả cô chú anh chị ở trên cộng đồng mạng á thì cũng yêu thương chị Hồng Loan, thì cũng cùng đồng hành với chị Hồng Loan trong cái thời gian này nha cô chú, để cho chị Hồng Loan là vượt qua cái khoảng thời gian buồn này. Tại vì là chính người anh này đã làm cho chị Hồng Loan buồn rất là nhiều. Đó, nghĩ sao á, cái tem yêu thương mà đến nỗi hiện tại bây giờ anh nhà báo Song Minh mà cũng phải là đổi lại cái tên luôn cô chú, đổi lại là đặt lại cái tên không quay xe cô chú anh chị đó. Chứ đâu có thể nào mà cứ mà lên tiếng rồi nói rằng là mình là một người tốt. Tốt ở đâu không thấy cô chú, cứ đến là gặp chị Hồng Loan là lợi dụng thôi. Tại giờ hiện tại bây giờ là cái tem không quay xe là có là vợ chồng anh Linh Tý nha cô chú, với lại là vợ chồng anh Sang, rồi anh nhà báo Song Minh nha cô chú. Đó thì luôn luôn đồng hành với chị Ni và chị Hồng Loan trên cái tinh thần là ủng hộ chị Hồng Loan. Sắp tới đây là sẽ ra tòa, sẽ lấy lại cái căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm này nha cô chú, để cho bên phía cô cháu gái kia là đến nhà chị Hồng Loan nó dọn đồ nha cô chú anh chị. Đó thì hiện tại bây giờ là phía trước cũng có một chiếc xe hơi, thì vừa rồi là cũng có một người anh cũng đã là vào bên trong rồi nha cô chú. Dạ thôi giờ em cũng xin phép là kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video sau nha. Dạ em chào cô chú nha.